Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Và câu nói đầu tiên của năm Thu là chúc một các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều hạnh phúc và hăng, có sức khỏe là có tất cả. Thì tiếp tục cái chương trình là cái ký sự bonsai, thì năm Thu quay trở lại điểm bán mai vàng online của anh Hoàng Ân. Đây là cái lô mai vàng cuối cùng của năm nay. Ân cái chia sẻ cùng các bạn là sang tuần sau, bắt đầu tuần sau là Ân sẽ chuyển sang mặt hàng là bán mai bông các bạn ha. Đây các bạn cứ năm Thu thấy một số phôi mai cũng khá đẹp, mời các bạn chúng ta vào để tham quan sơ quan cái. Rồi nếu các bạn cứ thích cái phôi mai nào đẹp thì các bạn cứ đặt cục gạch để cho ăn chuyển vào ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng ăn quen thuộc. Hello, chào ăn. Chào năm, chào tất cả cô chú anh chị em bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc yêu mai vàng. Hôm nay cũng đầu năm mới, em cũng còn cái lô hàng mai phôi, có nghĩa là giống như là cái lô hàng cuối năm của năm 2019. Tôi phải cuối hàng năm 2019 đâu. Đang nay là đầu năm. Hôm nay là năm 2020. Là đây là cái lô hàng này của cái năm ra đến cuối năm, là năm gì? Năm con heo. Năm đúng không? Năm con heo đấy. Em luôn chuyện không nhớ. Cũng năm mới cũng chúc tất cả bà con cô bác mình dồi dào sức khỏe. Dạng sự như ý. Đây là cái lô hàng này, cái lô hàng là phôi. Theo anh Năm cũng biết hình như là cái lô hàng này là lô hàng cuối cùng. Dạ. Cuối cùng của cái Tết để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán của mình đây ha. Dạ, dạ. Rồi bắt đầu tuần sau là em chuyển sang mặt hàng mới hả? Chuyển qua cái mặt hàng mai bông. Chuyển sang mặt hàng mai bông ha. Đây. Cây mai phôi này các bạn. Đây Lâm Thu cũng chia sẻ mặt. Đây là cái cây mai phôi thứ nhất. Cái mai này cái chiều cao khá cao ha. Chiều cao khoảng bao nhiêu vậy anh? Mét rưỡi lên không? Cao tầm mét rưỡi. Phỏng mét rưỡi. Còn có thông số đi. Chiều cao hơn. Đúng rồi, chiều cao rất cao. Chiều cao nó không quan trọng mấy. Vậy mà khi mình chuyển thì mình có hạ tàng xuống không? Dạ không. Cứ để vậy. Anh em nào có nhu cầu cắt bớt thì em cắt thôi. Không có nhu cầu để nguyên si gì luôn hả? Dạ. Rồi, đo thông số đi em. Chiều cao lãng chừng khoảng mét rưỡi, thật ra nó hơn các bạn, tầm khoảng mét bảy. Mét bảy, mới có thông số. Eo nhiêu đây? 36. 36. Phôi mai, phôi mai thứ này, nhất. Có cành có đầy đủ, cây này lẻ chơi lắm nha bà con. Nó cái cành nhỏ thì nó mau bung tược hơn ha. Dạ. Tại cành thì nó có sẵn rồi. Tại cành bỏ đều luôn á. Đều hết. Rồi, cây đầu tiên, cây số 1. Của cái lô hàng được chào giá hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 5 hay ngày 6? Ngày 6. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng. Ngày 6 tháng 1 năm 2020 ha. Cái này có giá 3 triệu. Cái phôi mai đầu tiên được chào giá là 3 triệu. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Cái đó nặng sơn phụ sơn ơi, nặng 3 người mới được cái đó, cái quá bình thường luôn. Ba người ba góc. Ủa trời, ăn dài nhất mà đưa qua. Cái chừng rồi lại chút. Ủa cây bự quá. Tới sân đây. Đợi dưới á. Đưa đến giữa đi, đưa cho Tâm. Ồ, cây này rá cao, cây này 2 mét không? Cây này chắc mét 2 mét à? 9 mét. 8 đi. Cây này mét 8 hả? Ồ, bự quá ha. Đây là cái cây này. Dành cho các bạn nào cái thích mà chơi cái đánh mà cái tầng thông á, cái phải không anh? Cái đánh tầng thông, đánh lại hết tầng thông. Đánh chơi tầng thông thì cái mai này rất đẹp. Cái tầng thông là cái tầng rất được phổ biến các tỉnh phía nam. Cái này cũng cành cũ xả bỏ hết, làm lại từ đầu. Rồi từ đầu hả? Dạ. Cái này cũng nước cũ nhưng mà cây có ông khách chốt rồi, nhưng mà anh dặn để 10 ngày nửa tháng mà liên lạc lại cũng được. Có nhiều ông khách ông thay đổi ý kiến đột ngột. Nếu mà Năm Thu nghĩ là cái bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, các bạn phải thông cảm ha. Nếu mà các bạn mà có thay đổi chính kiến là ai cũng phải thay đổi hết, nhưng mà khi mà thay đổi thì các bạn nên điện cho nhà vườn biết ha. Nhà vườn biết cái đó là nhiều lúc em nào chốt cây trong vòng bữa thì không điện lại cho em. Điện lại cái đó cũng là cái phép lịch sự trong giao tiếp mà các bạn. Rồi báo có thông số đi em. Cái này mạnh lắm nha bà con. Bung rất là nhạt mạnh nè, cái tược bung à. 56. Chiều cao đã báo cáo rồi, chiều cao có tầm 1m7 phải không? 1m7 á. 1m7. Rồi, cái phôi mai số 2 khá to và cao. Đây là em mày được chào giá bao nhiêu đang ơi? Giá 10 triệu.
À, phô mai này được chào giá là 10 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Xin mời em kế tiếp. Nắm nắm góc, nắm trên nó chưa? Ở đó thằng nắm phụ trên đó. Bắt đầu. Vô tiếp vô chồng ha. Đi chồng mát đi. Cái mai này cũng tàn, cũng bệnh thừ luôn á. Cây số 3. Cây cũng cây cũ vô luôn lại. Hàng cũ. Trong đó thấy đồ cũ sáng không nè? Thấy. Không có gì chứ trong đây nó lên màu, lên hình nó sáng lắm. Tại bởi kia nắng quá nó dễ bị khuất những cái cành á. Nó làm cho cái gốc mình nhìn nó không có chuẩn cái gốc. Thật ra đưa vô đây nè, em nhìn cái gốc nó sẽ chuẩn hơn. Rồi, em số 3 có thông số. Góc 42. Chỉ cần nhiều. Tàn ngang mét 2. Số 3. Rồi, em số 3 được chào giá bao nhiêu đây? Số 3 giá 2 triệu 2. Em số 3 được chào giá là 2 triệu 2. Rồi, tiếp tục em kế tiếp. Rồi, đây, em số 3. Đế rất đẹp nha bà con. Đế cũng nở quá đẹp luôn. Rồi, báo cáo thông số. Ba mươi lăm. Rồi, chiều cao. Chiều cao 55. Rồi. Ok, quay tiếp, quay vòng vòng vài vòng cho em nó. Em mới làm dáng. Để cho em làm dáng chút như nào. Rồi, em này em số mấy đây? Số 4. Em số 4 được chào giá là? Cây số 4 giá 3 triệu rưỡi. Số 4 giá là 3 triệu rưỡi. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là em số 5. Cũng là sần sùi khá ấn tượng ha. Nó chảy từ trên chảy dài. Nở cũ đẹp lắm. Chảy từ trên chảy dài xuống ha. Cái này xù da me nha bà con. Xù da me. Có cây nào xù da cóc không? Có luôn. Có da cóc cũng có luôn phải không? Làm một cái da gà thôi. Đây xù da me. Cây này bộ đế đẹp lắm. Tốt cành là cũng đẹp nữa. Cây này chơi chuẩn con sai luôn nha bà con. Rồi, bà có thông số. Bốn mươi, chiều cao. Cũ này đo cũ quá ha. Cũ này 55. Chiều cao tới đây thôi. Chiều cao. 55 luôn. Chiều cao 55, em đẹp số mấy? Em số 5. Ok, được chào giá là? Giá 4 triệu. Em số 5 được chào giá là 4 triệu. Tiếp tục chia sẻ. Xây lại dòng. Tiếp tục chia sẻ, em kế tiếp. Số 6. Cái này bộ đế cũng đẹp nữa. Báo cáo thông số đi anh ơi.
Bằng 27. Bằng 27, chiều cao. Chiều cao 65. 65. Cao này bà con muốn cắt điểm nào cũng được. À, nó có những cái nó chạy mấy cái gân nhìn đẹp ha. Mấy cái mạch đó mà nó chạy nó xoắn và mấy cái xoắn để Lâm Thu cận cảnh các bạn xem mấy cái xoắn của nó rất là yêu các bạn. Xoắn các bạn thấy chưa, cái xoắn xoắn nó không xoắn nó phình phình theo nó xoắn xoắn nó chạy lên nhìn cái cây nó quấy quái. Rồi em đem số mấy đây? Em số 6 được chào giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rồi tiếp tục em số 7. Cái này đế cũng đẹp, nó đế nở cũ, nở đế ghê luôn. Ở đây có chi hai cái lên đây nó chặt nó dính lại nha bà con, nó dính lại hả? Nó dính tự nhiên thôi, dính tự nhiên. Bà con về thích thì lấy nó ra, không thích thì để vậy cũng đẹp. Thích thì bóc nó ra không? Dạ. Rồi báo cáo thông số đi em. Ba mươi hai, chiều cao. Chiều cao 80. Em số mấy? 77. Em số 7 được chào giá. Cái này giá 2,2 triệu. Chào giá là 2,2 triệu. Rồi số 7 em khác. Sơ, kéo các bạn xem trong cái xem. Kéo bạn xem trong thế. Okay, đây em số này sao nhìn thấy quen quen lắm. Quen không? Cái này quen, cái này cái cũ, cái này có anh khách chốt rồi mà cũng không liên lạc được nè. Cũng mất tích luôn hả? Ồ giờ nó đang có nụ quá trời đâu không? Ăn đang nụ quá trời, nụ quá trời các bạn. Cái này cũng có nhiều anh em hỏi lắm rồi nè, mà chốt thấy rồi cái. Bạn thấy không? Ngay mà cái hàng phôi thôi mà nó cũng phát triển mạnh như thế này, các bạn thấy nó đơm nụ không? Đó, bạn thấy nó đơm nụ nè, chết mẹ nụ đóng tiêu rồi. Đây đây, không thấy được mẹ, cho tôi quay không thấy được. Đây nụ, xe sen trước nụ, ôi trời trọt lũng nụ, ta rớt nụ nổi. Cái này dán bài. Dán bài ha. Cái này cũng có nhiều khách hỏi lắm mà chốt với anh rồi không chốt với gì khác rồi cái liên lạc lại không được. Lau cây này có góc hấp dẫn mà ăn có cái rãnh hấp dẫn lắm chứ bộ, thấy không? Đó, đó này nè, rổ hấp dẫn nè. Để nó hấp dẫn lắm luôn. Hấp dẫn đúng không? Sao hấp dẫn nhiều sao vô duyên hả? Mong lần này sẽ có người hốt hàng ha. Giờ em mới nhìn có hấp dẫn lắm rồi, sao mọi người nhiều lúc cây này cũng nhiều anh em hỏi lắm nhưng mà có điều chốt với khách rồi cái mình không có chốt được. Mong lần này thì em này sẽ ra đi ha, tìm được cái người chủ mới ưng ý ha. Lâm Thu nhìn thấy bộ rễ cũng có hấp dẫn các bạn đến Lâm Thu chôm là bạn thấy ha. Ai nghĩ sao nghĩ nha. Tôi thấy đẹp tôi nói đẹp thôi chứ tôi có nghĩ khác hết nha. Rồi bạn nói nha. Hoành 28. Dán bay các bạn chơi rưỡi. Các bạn chơi dán bay thì nên sở hữu những cây này, các bạn thấy không, khi mà nó đang nằm trong cái phôi đây mà nó đã nứt bông, tiếp tục nó nở bông là những cây này có sức sống mạnh. Nếu mà chơi mai phôi thì các bạn lưu ý ha, nếu các bạn mà nhìn cái mai phôi nào cái lá nó càng to càng bự thì cái bông nó rất là đẹp. Đó là cái lá nó bự thì bông đẹp lắm, tại vì Lâm Thu cũng có chút về cái kinh nghiệm về cách mình chọn mai phôi. Cái lô này là bông đẹp không bà con. Rồi đẹp nhất là cái mai có cái lỗ không. Rồi em là đâu đó thông số chưa anh? Dạ rồi. Rồi em này được chào giá bao nhiêu đây? Cái này giá 2 triệu anh em. Được con giá chỉ có 2 triệu. Nếu các bạn mà thích những cái hàng lạ lạ, góc lạ lạ như cái dáng bay bay này, các bạn nên sở hữu chỉ có 2 triệu cũng không đắt lắm. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn. Tiếp tục chia sẻ. Em số mấy đây? Em số 9. Chuẩn bị em số 9 lên sàn. Em là như thấy có quen không ạ? Không, em là mới. Mới hả? Mới mà anh Nam thấy có vẻ như một cái này cái giảo zin nha bà con. Giảo zin. Dạ. Thông thường cái giảo giảo một bài thiên nhiên nó có từ 8 đến 12 cánh ăn ha.
cây này giáo riêng á, lô này có được 3 cây giáo riêng. Nè em thấy màu bông đó chưa? Thấy rồi, bữa em bứng quá thấy bông. À, báo cáo thông số. Ba mươi lăm à, chiều cao. Chiều cao 48. 48, ok, xây đi. Rồi, à, em phải được chiều giá nhiêu đây? Cái này giá 2.3 triệu. 2.3 triệu, em số mấy? Em số 9. Em số 9 được chào giá là 2.3 triệu. Cái này bao bông chỗ riêng luôn. Rồi, à, xin mời em kế tiếp. À, em số 10. À, em số 10 đẹp nè. Em số 10 có dáng đẹp nè bạn. Cái số... này dáng quái. Rồi, à, em số 10 có dáng đẹp. Và cái này xù luôn nha bà con. Nguyên đoạn này từ đây xuống gốc là xù hết hả? Tại này để còn cao cho bà con thích cắt như thế nào cắt. Để có để hết. Để cắm xuống. Có cái giọng chữ C lắc 3D luôn. À, báo cáo thông số. Bằng là 39. 39, à, chiều cao. Cao 57. Rồi. À, chào giá luôn. Cái này giá 3 triệu. À, chào giá 3 triệu. À. Số 10. À, của lô hàng được chào giá vào ngày 6 tháng Giêng, tháng 1 năm 2020. Xù à, tới đây rồi nha bà con. Này kêu bằng xù đờ mi á, đúng không? Nè. À, xù nửa thân. À, các bạn năm thu cái này luôn 5 hay 5 nữa xù. À, năm thu nhắc lại đi, cái đợt hàng này đầu tiên của năm Hợi ha. Xong rồi tuần sau nữa thì ân sẽ về mai bông đựng phục vụ bà con chơi. Rồi các bạn nào tết nếu mà lịch, có thích tết âm lịch. À, ân có nhận đặt hàng không? Dạ có. À, nếu nhận đặt hàng thì ân có chia sẻ luôn. Nếu dạ. Các bạn mà thích cái thứ nào thì ân sẽ cho bà con nào đã có giao lưu hay chưa giao lưu gì rồi mà có nhu cầu về mấy cây mai tàn để mà mình chơi bông tết á thì hoành thì nó tầm từ 30 cho tới 60. Tàn đều đẹp. Thì bà con cứ điện thoại số Zalo của em á, rồi cây khi mà em về cây thì em chụp hình Zalo em gửi. À, chụp Zalo gửi ha. Chứ em không quay cây tại vườn, cây chừng nào em về tới nhà rồi em mới đăng hình lên. Rồi, cây bứng mới đăng hình lên. Chứ em không chụp trong vườn. Ừ, nếu các bạn nào mà cứ muốn thì các bạn cứ chờ vào tuần sau. Dạ, thứ hai tuần sau thì có, Năm Thu sẽ clip đến đây để Năm Thu làm clip và chia sẻ với các bạn để các bạn dễ nhận thấy hơn ha. Dạ. Rồi em là chào giá rồi phải không? Cái này chào giá rồi nè. Rồi xin mời em kế tiếp. Rồi bây giờ tới phiên em cao, em chân dài. Đó, hai cây này cũng khắc chốt, cũng mấy là cũng nhiều anh em hỏi hai cây này lắm nè. Giao hoài mà cũng không có dám giao. À, khi mà chốt rồi lúc đầu có thì nhiều người đăng ký phải không? À, cái người đã chốt rồi mà không chịu tiến hành cái giao dịch ha, rồi phải bỏ lỏng đó, giờ đến giờ mấy em nó còn vướng lại. Hai cây này đợt này em giao luôn một cặp luôn nha bà con. Làm sao? Đợt cây này với cây này em giao luôn một cặp luôn. Bán nguyên cặp chứ không bán cây? Dạ bán nguyên cặp luôn. Chứ không bán lẻ hả? Bán lẻ thì cũng bán nhưng mà em thấy một cặp này nó phù hợp hơn không? Phù hợp quá. Ừ. Vậy thì bà con chơi hai cây vô hai bên nó đẹp hơn. Thì ý ăn thì ăn vẫn có bán cây lẻ nhưng mà theo cái nếu mà ít khi nào mình gặp được một cặp mai nó xứng như thế này. Thành ra nếu các bạn mà muốn chơi á, nhà các bạn rộng, công viên rộng thì các bạn nên sở hữu một cặp này để cho nó đi một cặp thì nó sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn. Mà nếu thí dụ như mình bán cặp thì mình có hạ giá, có bớt giá không? Dạ, bán cặp thì nó giá nó giảm lại một chút. Rồi, còn ok. Còn mà bán lẻ ra thì nó rồi. Giá nó cũng nói chung không chênh lệch nhiều. Rồi, em báo cáo thông số đi, em đem số mấy đây? Em số 11 hả? Số 11. Rồi, báo cáo thông số đo đo hoành eo với hoành cũ đi. 32. Eo 32 đo cũ coi. Cũ cũng khá bự á. Cũ 80. À, chiều cao. Chiều cao 1.5m không? Cao 1.5m. Cao 1.5m. Cao 1.5m. 1.5m. 7.8m tính 1.5m đi. À, tầm đó thôi tính 1.5m đi.
Rồi em là giao, nếu mà giao lưu lẻ thì 3 triệu, nhưng mà con cặp á, thì là 5,5 triệu. Giao lưu bây giờ em cứ cứ đánh lẻ đi, đánh lẻ đi. Cặp là nhiêu, một cây là nhiêu? Cây là 3 triệu. Em cứ lẻ đi, bà con nào cô bác nào thì mình khuyến cáo như thế rồi, mình cứ chia sẻ như thế rồi, mình tư vấn rồi nếu các bạn thích thì mua cặp thì sẽ có một cái giá giảm một chút đỉnh. Tại vì đồng thời, tại vì nếu các bạn muốn chơi may cặp á, tìm được có một cặp phôi mà nó đồng đồng thanh đồng thủ như thế này cũng hơi khó tìm, đúng không? Đây là sẵn cái dịp để các bạn nếu mà có mua, các bạn nên mua cặp vừa rẻ được tiền. Cặp này thì thân đế tạng chi đâu cũng đều đấy. Để những đôi lúc mình cần á, mình cần mua phôi mà kiếm một cặp nó như vậy nó cũng hơi bị hiếm hàng. Rồi xin mời em kế tiếp một cây giá 3 triệu. Cây này cây số 11. Số 11 phải không? Rồi tiếp tục cây số 12, nó nằm trong cái cặp hàng này. Cây số 12. Cây 11, 12 nữa các bạn đánh cặp thấy không? Rồi báo cáo thông số cây số 12 để cho Năm Thu chia sẻ các bạn đây cái mẫu cây số 12. Cái chiều cao cũng tầm 1m7 hơn ha. Dạ. Chiều cao bằng nhau luôn á. Cao bằng nhau. Này các bạn thấy trên đầu cây nó có cái nụ rồi các bạn. 34. Khoan từ từ để thước đi, từ từ, nhiêu? 34. 34 rồi đó cũ đi em. Tới 37 gì vậy? Mấy? 32 đo cũ đi em. Chiều cao nó án chừng 1m7 được rồi. Thôi đo chiều cao. Cũ thì 60. Vậy cái này cái kia nó án nhau hả? Dạ, nó bằng nhau á. Cả 1m8 mà tính 1m5 luôn. Hai cây nó đồng. Khoan đứng em nha, đến 55 cho coi bông, cho coi mặt bông. Mà các bạn thấy là cây mai khi nụ. Đây tới đó, stop here. Bạn thấy không? Đây là có nó cái nụ đây. Có cái nụ đây mà. Thôi để vô máy cho bạn thấy không? Đang có cái nụ đây. Đó. Chịu đuổi vậy mà còn sung mà cố luôn à. Rồi, em này em số mấy? 12. Em số 12. Cũng được chào giá là 3 triệu ha. Các bạn lưu ý cây số 11 và cây số 2 nếu các bạn thích mua cặp thì một cặp đó chỉ có 5,5 triệu thôi các bạn. Mười mấy? 12 với 11. Ủa phải không? Có cây hình như là lộn nhảy số á. 10 đây 11 đâu? 11 có đâu. Không có số 11 hả? 11, 12. Số đi. Cây số 11 đúng rồi, số chi nữa? Cây tiếp tục. Cái số 10 em đây là đúng rồi. Cái này 12. Cây 11 và 12 nếu các bạn mua một cặp thì sẽ còn 5,5 triệu. Nếu các bạn mua lẻ thì mỗi một cây là 3 triệu. Dạ. Nhưng mà Năm Thu tư vấn các bạn là nếu các bạn có khuôn viên nhà rộng thì các bạn nên mua cặp ha. Đúng chưa? Rồi, xin mời em kế tiếp. Đúng rồi, tao thấy nhảy số rồi, nãy mình nhảy số. Còn em này hả? Đây, còn em này. Rồi, em này em có chia sẻ thông tin cái này hả? Cái này nó ra tượt mạnh lắm nha bà con. Cái này 2 lít rồi mà chưa bán được. Rồi đây tiếp tục nhất quyết qua tam ba bạn không? Dạ. Lần này mà không có người bút là đem vô vườn trồng luôn phải không? Dạ. Đem vườn trồng mà sang năm biết đâu cao giá hơn á. Cái này đo tổng hai cái có cây tử luôn là 63. 63. Rồi để đây, để đây. Rồi cái mẹ là nhiêu? Cái mẹ là 50. Cái mẹ là 50. Rễ rất là buông, rễ rất là nhiều. Còn cái hoành đế này lớn lắm. Đế bự mà. Dạ. Đây, để Năm Thu về. Bề ngang của đế này là 70. Phi 70 phải không? Đây các bạn thấy không? Nó làm tròi nè. Đây là nó kéo mấy cái mỡ, nó kéo nhựa các bạn thấy không? Đây, nó kéo nhựa nè. Kéo nhựa quá trời các bạn thấy không? Rồi, cái phôi này lần này thì mình được chào giá bao nhiêu nè? 13. Cái này đợt này chào giá là 14 triệu. 14 triệu. Giảm nữa. Tiếp tục sale phải không? Năm tượng quá trời năm tượng luôn. Năm thấy cây này cũng đẹp mà sao nó không có duyên hả? Không có duyên. Cái này tại vì cái clip đầu tiên lên là nó bị sự cố, rồi nó mất duyên luôn tới giờ. Bị sự cố hả?
bởi những cái người mở hàng rất là quan trọng ha. Dạ. Hôm nay thì tiếp tục hạ giá sale còn 14 triệu nữa. Đợt trước mình chào giá là 15, đợt này mình chào giá 16. Đợt trước chào giá 16 ha. Dạ. Đợt này mình chào 2 đợt giá rồi đó. À. Đợt này mình đợt này không được nữa, chắc có lẽ là hết duyên luôn rồi bà con ơi. Chắc nếu mà đợt này đợt này không được, các bạn nào mà không lỗ cho bớt xanh, các bạn nào thì mình đưa vô chậu ha, mình mang vô vườn lỗ luôn rồi đó. Lỗ gì, đem vô vườn sang năm mình bán lời, sang năm bán lại có được rồi. Anh Năm làm em chia tàn đó. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn, có một số mai tàn đây, có một số mai tàn là ha. Đây tàn này cao chắc 2 mét rưỡi đi. Tàn này hả? 2 mét rưỡi ngang chắc 3 mét quá. Tàn này chừng 2 mét anh ơi. Cao á. 2 mét. 2 mét ngang cũng tầm đó. 2 mét cũng được. Tại vì nó có cái ngọn nhọn quắt đưa lên. Rồi là tính từ cái thân chủ đi. Tính từ thân chủ tầm 2 mét, hơn 2 mét chút. Rồi bề ngang cũng thế. Ở đây có nụ chưa? Có nụ nè, búp nụ bự bự. Nụ rất là nhiều. Cái này thì... này bông từ 6 tới 9 10 cánh á. Cái này là xuống lá cái là dạ. Chơi được phải không? Búp nụ nhiều dày đặc dữ lắm. Nhiều. Mai là cái mai. Mai này margin. Margin hả? Dạ. Mai này bao nhiêu cánh? Mai từ 6 tới 10 cánh á. 6 tới 10 cánh. Này hơi chặt. Bộ đế thì bộ đế này cực đẹp. Rồi, em bắt có thằng mai này mai xù luôn nha bà con. Em bắt có thằng số nữa coi. Rồi 53 hoành. 53 hoành. Cái củ thì lớn lắm. Củ đặc luôn á. Mà chị ở trường hợp mai này trồng đất rồi, khi nào có người sở hữu nó bứng lên hả? Dạ, có anh em nào vô lưu được thì em bứng lên bó màu, chuyển đi. Dạ yeah. Củ là 120. Đây ha, làm thừa và chia sẻ các bạn. Đế thì tuốt ngoài luôn nha. Cái cây này khi thái lá hết thì nó mới phô diễn được hết cái nét đẹp của nó, tại bút vì lá nó bị che phức. Rồi cây giờ giao lưu thì vô đây. Cốt cành này cũng lớn rồi đây, em đo cốt cành. Cành là 18. Cành 9. Cái này xù nhiều rồi nha bà con. Rồi, giao lưu là bao nhiêu đây? Cái này giao lưu là bà con là 40 triệu. Giao lưu 40 triệu. Dòng qua đây cái luôn. Đây, các bạn nhìn thấy cái bên góc độ bên đây. Bên góc độ bên đây. Mà để bên đây nè. Cũng nở tràn cầu 2-3 gan. Được chào giá là 40 triệu hả anh? Cái này xù trứng luôn nè. Lên mấy cái trứng bự bự đây nè. Nó xù lên trên mấy cái mắt này xù chảy xuống đó. Rồi, tiếp tục chia sẻ. Em nào nữa? Qua đây luôn không? Đây mặt bông ở đây. Cho các bạn xem mặt bông luôn ha. Đây có chùm bông nữa sớm đây. Để hái nè, hái ra cho bà con. Làm mấy xa đi em hái ra cho. Đó. Đây coi mấy bạn. Thử cái thơm không? Thơm. Thơm. Rụng từ. Đó. Đây, mặt bông của cây mai này bạn. Rất là đó. Thơm. Từ 6 tới 10 cánh. Đây, bông đây. Đây, tiếp tục chia sẻ. Đây còn em nào nữa? Rồi, cái này. Này cái mai này vắng bay. Rồi, em đo đi. Em đo đi xong mình chia sẻ cái nụ luôn. Nhiều. Hoành là 35. Hoành 35. Hơi xích trên á. Cái cổ này cũng nằm dưới chưa moi hết ra phải không? Không có moi được. Cổ là 58. Ồ, chiều cao không? Chưa đó, chiều cao với tầng bay nữa. Có. Tầng bay hai thứ không? 2 mét.
À, để từ ra kia mới quay được. 2 mét hơn ạ. À. À, 2 mét hơn hả? Rồi. 2 mét đi. À, chiều cao. Chiều cao từ mặt chậu lên. 3 đi. À, được chào giá. Cái này giá là 9 triệu. À, cái được chào giá là 9 triệu. Đây là những cái mai tàng đó mà ha. Mai tàng số 2. Mai tàng số 2 được chào giá là 9 triệu. Cái mai tàng số nhất được chào giá là 40 triệu. Rồi còn cái nào nữa em? Cái này có chào không? Cái này đi. À. Cái này thấy nhánh nó còn nhỏ á. Còn nhỏ thôi nuôi sang năm nữa ha. Dạ, sang năm nữa. Nuôi mùa nữa thì cây này sẽ có giá hơn. Nếu bây giờ bán cây này thì giá nó không được cao. Nó cũng có bông búp nhiều lắm nè, à. Nhưng mà nó còn nhánh nó còn nhỏ mới vô dây. Nó chưa cắm tàn. À. Đây, cây này được chào giá, cây số 2 được chào giá là 9 triệu. 9 triệu. Cái này bông cũng bao đẹp luôn nha bà con. Đây, không quay tài nhánh á. Cái bay lắc lượng đẹp lắm. Ừ. Đây nó có cái rễ chùm bá rồi, rễ chịu chùm bá này nữa. Chịu cái này. Ừ, dán bay. Dán bay. Cây này bông búp nụ nhiều lắm. Phía qua kia để cho chia sẻ các bạn nụ luôn. Đây các bạn, đây nè. Đó nè, khi mình thấy lá là nó mua liền. Tại vì lá nó che đó, mình thấy nó không nhiều nè. Đó, các bạn thấy không? Cái này là cây tự nhiên hay là cây mình ghép? Dạ, cây tự nhiên hết. Em ít cái xài ghép lắm. À, không thích xài ghép phải không? Thích xài tự nhiên ha. Xài ghép. Rồi, cây này mình còn cây nào nữa không? Rồi, còn cây ngoài đây. Cây ngoài đây. Cái nào nè? Được bao nhiêu phút rồi? 30 phút rồi. Dạ, à, thưa ngươi ha. Ôi, các bạn thân mến, thì đến đây thời lượng chương trình cũng là khá dài. Thì Năm Thu xin nói lời chia tay cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là điểm bán mai vàng online của anh Hoàng Ân. Các bạn lưu ý, đây là cái đợt chào giá cuối cùng của năm con heo, năm Hợi, là cái đợt phôi này thôi. Chứ sang tuần sau nữa thì Ân sẽ không chào giá hàng phôi nữa mà chuyển sang hàng bông. Hàng bông thì có gì các bạn ghé ủng hộ của điểm bán hoa của Hoàng Ân ha. Trước khi chia tay, các bạn chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Hoàng Ân một lần nữa. Thôi cũng cuối clip rồi, thôi cũng em cũng chào tất cả bà con cô bác, cũng chúc bà con cô bác một năm mới được an khang thịnh vượng. Cũng rất mong bà con cô bác ủng hộ em trong clip này. Rồi anh Năm cũng là cảm ơn Hoàng Ân đã cùng anh Năm chia sẻ cộng tác trên Năm để thực hiện xong cái clip này, để chia sẻ cùng bà con cô bác hiểu bây vàng cả nước. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì các bạn hãy nhấn chuông ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những cái video mới nhất. Bye bye các bạn, hẹn ngày gặp lại. Bye bye.